15 năm trôi qua nhanh quá. Ừ. Nếu như không có cậu và anh Bá Thông, chắc mình buồn lắm á. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Hai người thiệt là tốt với mình. Từ khi ba mẹ mình mất một cách đột ngột năm mình lên lớp 9, mình cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhớ lại lúc đó hả? Cậu tội nghiệp lắm kìa. Mới 15 tuổi à, mà là con gái nữa chứ. Mất cả cha lẫn mẹ luôn. Nếu Không mà bà là con mình á, luôn. đúng rồi, không có bà con gì nữa. Nếu mà là mình á hả, chắc mình không có sống nổi đâu. Thôi Thôi. mà, đừng nói bậy em. Thì nhờ hai người đó. Nếu như không có hai người, mình không biết làm sao vượt qua nỗi cú sốc đó nữa. Thì cậu đâu còn ai thân thiết đâu, chỉ có hai đứa mình thôi, tụi mình phải bảo vệ cậu. Bởi vậy, khi mẹ mình mất, mẹ mình viết giấy ủy quyền lại cho anh Bá Thông để trông giùm ngôi nhà này. Thì đúng rồi, tại vì lúc đó hả, mình với cậu đâu có đủ tuổi đâu. Lúc đó anh Bá Thông là 19 phải không anh? 19 tuổi, mình với cậu đâu có đủ tuổi đâu. Ủy quyền cho anh Bá Thông là đúng rồi. Nhắc tới ba mẹ mới nhớ, hồi xưa khi ba mẹ còn sống, ba mẹ thương hai người lắm á. Hai người hay qua nhà ăn cơm nè. Mỗi tuần chủ nhật, mẹ thường làm bánh cho ba đứa mình ăn nữa. Trời ơi, tự nhiên nhắc mới nhớ, mẹ cậu là làm bánh lăng là ngon nhất. Trời ơi, từ đó giờ đi ăn là chưa có ai làm bằng hết đó. Béo ơi là béo luôn. Đúng rồi đó. Nhắc thèm. Nhưng mà đúng là nhắc mới nhớ. Công nhận ba mẹ mình tốt thiệt. Giàu mà không có chảnh. Sống ra thương người. Anh, bữa nào đưa cho em giấy ủy quyền nhà nha. Mẹ nói năm em 18 tuổi có thể lấy lại được rồi đó. Năm nay em 21 tuổi rồi, lố 3 năm rồi đó. Em nhắc anh mới nhớ luôn á. Thì anh phải đưa cho em chứ anh giữ làm gì trời. Mà giờ không biết để đâu nữa. Tại vì dọn từ nhà trọ này qua nhà trọ kia mấy lần không biết để đâu luôn á. Vậy hả? Chắc để trong cái rương á. Cục vàng có thấy anh để đâu không? Ở trong rương á. Vậy hả? Thôi mệt quá. Cứ đi Đà Nẵng về đi. Anh hứa danh dự là anh sẽ kiếm cho ra để đưa cho em. Hiểu chưa? Nó nằm trong rương á. Tại vì ba cái giấy tờ quan trọng là anh phải bỏ vô đó. Đúng rồi, cứ mỗi lần dọn nhà có nhiều giấy tờ là gom những cái rương đó hết à. Có nhiều giấy tờ mình cũng bỏ ở trọng, không có mất đâu, yên tâm đi. Ừ. Vậy anh nhớ nha. Biết rồi. Thôi người ngủ đi, bà bầu phải ngủ sớm vậy mới tốt cho em bé được. Cảm ơn hai người về chuyến du lịch nha. Không có gì đâu Ông bà mà. xàm quá đi bà. Ngủ Thương hai người lắm. Ngủ ngon nha. ngon. Ngủ ngon nha. Anh, em thấy Tội mình nghiệp phải không? Vậy rồi anh với mình ai tội nghiệp hơn? sao mà so sánh vậy được? Nè cục vàng, anh làm chuyện này là không phải cho riêng anh hay cho riêng em, mà là cho cục này nè, em hiểu không? Anh, mà anh á, anh là cục thịt, em là cục vàng, vậy mốt con mình để ra là cục gì? Cục Tên gì thú quá à. quắc cái gì? Ông bà có nói rồi, đặt tên con xấu dễ nuôi. Dám là tên gì xấu gì thúi nữa. Thôi kệ đi. Cái đó từ từ tính sau. Tên gì cũng được. Giờ cục vàng ngủ Hai ngủ. đi. Nè. Ý. Ý. Hiểu chết liền. À, mệt quá. Sẽ có người đón em ở sân bay chứ? Yên tâm, có người đón em ở tận sân bay, đưa tới tận khách sạn. Em không lo gì hết trơn á. Ừ. Hai người nhớ tưới nước giùm em nha, chăm sóc vườn rau giùm em á. Mình biết rồi, cậu cứ yên tâm đi ha. Hai người thật tốt với em quá à. Tụi mình là bạn từ bé mà. Ngoài cậu và anh Bá Thông ra, mình đâu còn ai thân thích nữa. Yêu hai người lắm. Tụi mình cũng yêu cậu. Nhưng mà lần đầu tiên đi xa em cũng cảm thấy hơi lo đó. Cái đó là cái cảm giác nhất thời thôi. Chứ anh bảo đảm với em tới nơi rồi một cái nha. Em cảm thấy là thú vị và thích lắm kìa. Đúng rồi đó. Tới nơi á, cậu sẽ cảm thấy rất là vui.
Sao vậy? Mình chỉ đi du lịch thôi mà, làm gì khóc dữ vậy nè? Mình thương cậu. Mình cũng thương cậu mà. Thôi nha, không có gì đâu, em đi nha. Mình đi nha. Ê, khoan đã. Nè. Ê, cái này đi. Ồ, là gì vậy? Cậu cứ cầm lấy đi, mình cho cậu á. Thấy cái gì ngon á thì cứ ăn nha, thấy cái gì đẹp á mua đi, đừng có tiếc. Không phải là đã nói đã có người bao trọn gói rồi à? Với lại mình cũng có tiền trong thẻ ATM, có gì mình sẽ rút cho, không có gì đâu. Thôi cậu giữ đi, cậu đang bầu bì, phải bồi dưỡng cho em bé nha. Đi nha. Bye bye. Minh Minh sẽ không sao chứ anh? Yên tâm đi, em ấy không có sao đâu. Bây giờ quan trọng là anh với em á, là phải bán liền ngôi nhà này, chứ để em ấy mà về á, tiêu luôn á. Bán càng nhanh càng tốt, giá nào cũng phải bán hết trơn á. Minh Minh mà tố cáo á, là hai vợ chồng mình đi tù luôn á. Đi tù còn có ngày ra, bị giang hồ giết á, sống lại được không? Mà em có lấy được cái thẻ ATM của Minh Minh không? Đây nè. Ta ta.